Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry thương trường ký chuyện. Vành đai và con đường, gọi tắt là BRI, là sáng kiến kết nối cơ sở hạ tầng gồm đường bộ, đường biển và đường không giữa Trung Quốc với thế giới. Sáng kiến này công bố chính thức vào ngày 28 tháng 3 năm 2015. Về mặt lý thuyết, sáng kiến Vành đai và con đường BRI của Trung Quốc sẽ giúp các nước tham gia sáng kiến này tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, trên thực tế, ở nhiều nước, các khoản nợ Trung Quốc tăng mạnh, môi trường thì ngày càng ô nhiễm và khoản thâm hụt thương mại với Trung Quốc thì không hề nhỏ. Trong khi tốc độ tăng trưởng GDP gắn với BRI thì còn rất xa vời. Xét về cấu trúc, vành đai và con đường như tên gọi của nó gồm có hai phần chính là vành đai và thứ hai là con đường. Trong thực tế, còn một phần ẩn nhưng rất quan trọng, thậm chí nó là linh hồn của vành đai và con đường, là con đường thông tin. Như vậy, thực chất cấu trúc của vành đai và con đường gồm có cấu trúc đường mặt đất, cấu trúc đường mặt nước tức là trên biển và cấu trúc không gian tức là đường thông tin. Cấu trúc này là một cấu trúc 3 chiều nhưng lại liên kết nền tảng với nhau, được hình dung là ba mũi đi ra thế giới của Trung Quốc. Về mặt cơ học hình thức và trên thực tế, có thể là cả ba đều là con đường 2 chiều, có đi và có về, nhưng thực chất nó lại là con đường mũi tên 1 chiều, mũi tên Trung Quốc đi ra ngoài, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm dư thừa, tạo ảnh hưởng, tìm kiếm đồng minh lệ thuộc vào mình và từng bước khống chế, tạo ra một chuỗi các nước chịu ảnh hưởng và đi theo Trung Quốc, từng bước tạo lập trật tự thế giới mới do Trung Quốc dẫn dắt và thiết lập luật chơi. Vậy là sau 7 năm triển khai BRI thì Trung Quốc đã đạt được những mục đích gì? Các nước tham gia BRI được gì và mất gì? Cụ thể ra sao? Các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Con đường tơ lụa, cái bẫy nợ khổng lồ. Năm 2013, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng ông khởi xướng BRI để mang thịnh vượng chung tới các nước đang phát triển, giúp họ cải thiện điều kiện kinh tế và chính thức công bố vào năm 2015. Tuy nhiên, hầu hết số tiền mà các quốc gia tham gia sáng kiến nhận được từ Trung Quốc là dưới dạng vay nợ thay vì được tài trợ. Cứ có 31 khoản vay mới thì có một khoản tài trợ. Từ năm 2000 đến năm 2017, Trung Quốc đã cung cấp tài chính cho ít nhất là 13.427 dự án với tổng trị giá lên tới 843 tỷ đô, thông qua hơn 300 đơn vị thuộc sở hữu của nhà nước ở 165 quốc gia. Kể từ khi bắt đầu thực hiện BRI vào năm 2013, Trung Quốc đã cung cấp tài chính với mức trung bình là 50 tới 100 tỷ đô trên một năm. Các khoản tiền mà Bắc Kinh cho vay chủ yếu là bằng USD và đắt hơn nhiều so với các khoản tiền từ nhiều quốc gia và tổ chức tài trợ phương Tây. Mắc nợ Trung Quốc là vấn đề đặc biệt nhức nhối đối với các nước đang phát triển, bởi vì không giống như nợ trong nước, nợ nước ngoài phải được thanh toán thông qua hàng hóa xuất khẩu. Do đó, có những giới hạn nhất định về số lượng nợ mà các nước nghèo có thể gánh chịu. Thậm chí, suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm giảm số nợ bền vững. Theo định nghĩa của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, thì nợ công của một quốc gia được coi là bền vững nếu quốc gia đó có thể đáp ứng tất cả nghĩa vụ thanh toán hiện tại và trong tương lai mà không cần hỗ trợ tài chính đặc biệt hoặc rơi vào tình trạng vỡ nợ. Các quốc gia châu Phi hiện là những nước mắc nợ Trung Quốc nhiều nhất, họ đang lâm vào cảnh vỡ nợ hoặc có rủi ro vỡ nợ cao. Phòng thí nghiệm nghiên cứu Adidata tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu William & Mary cho biết nợ Trung Quốc của 42 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đã vượt quá 10% GDP. Đối với một số nước, khoản nợ này thậm chí còn khủng khiếp hơn. Ví dụ, nợ Trung Quốc của Lào chiếm tới hơn 30% GDP. Cấu trúc các khoản nợ BRI phức tạp tới kinh ngạc. Mỗi ngày qua đi, nợ Trung Quốc liên quan tới BRI của nhiều quốc gia lại thêm chồng chất. Một số ví dụ điển hình bao gồm nợ Trung Quốc của Cộng hòa Congo đã tăng từ 13,62% tổng thu nhập quốc dân GNI năm 2014 lên 38,92% năm 2019, của Djibouti tăng từ 7,71% lên tới 34,64% và của Angola là từ 5,87% lên 18,95%. Các số liệu này được thống kê theo báo cáo của Trung tâm Tài chính và Phát triển Xanh (GFDC). Cũng theo tổ chức này, đến cuối năm 2019, các nước thành viên của BRI mắc nợ Trung Quốc nhiều nhất là Pakistan với 20 tỷ đô, Angola là 15 tỷ đô, Kenya 7,5 tỷ đô, Ethiopia 6,5 tỷ đô và Lào 5 tỷ đô. Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2024, khi nhiều quốc gia bắt đầu phải thanh toán các khoản nợ, họ sẽ bị quá tải tới mức họ không còn tiền để đầu tư phát triển đất nước. Những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các khoản nợ của BRI gồm có Tonga, Djibouti, Campuchia, Angola, Cộng hòa Congo, Comoros và Maldives. Trong khi đó, do thiếu minh bạch trong việc cho vay BRI, tổng nợ chính thức được ước tính thấp hơn nhiều so với tổng nợ thực tế. Việc cho vay BRI không chỉ đến từ chính quyền trung ương Trung Quốc mà còn từ các cơ quan do Bắc Kinh kiểm soát, các công ty nhà nước và các công ty tư nhân. Hệ thống vay mượn này phức tạp đến nỗi ngay cả các cơ quan quản lý Trung Quốc cũng không biết tổng số tiền đã được cho vay là bao nhiêu. Trong những thập kỷ trước, hoạt động cho vay của Trung Quốc chủ yếu nhắm vào các chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên, thông qua các dự án BRI thì 70% các khoản cho vay ra nước ngoài của Trung Quốc hiện hướng tới các công ty nhà nước, ngân hàng quốc doanh, các pháp nhân thành lập vì mục đích đặc biệt hay còn gọi là SPV, các công ty liên doanh và các tổ chức khu vực tư nhân. Nói chung là các hoạt động cho vay thiếu minh bạch của Trung Quốc đã tạo ra khoảng 385 tỷ đô nợ ẩn, tức là những khoản nợ không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của các nước nợ. Hoạt động cho vay ngoại bang này là kết quả của các thỏa thuận BRI, vốn phức tạp và rối bỏng bong. Các công ty SPV, một loại công ty vỏ bọc, thường được tạo ra với mục đích duy nhất đó là vay tiền, để khiến các khoản tiền nằm ngoài bảng cân đối kế toán của công ty mẹ hoặc tổ chức chính phủ. Phức tạp hơn nữa, Trung Quốc nắm giữ một lượng lớn vốn cổ phần ở các quốc gia không trả được nợ. Một dự án BRI ở Lào là ví dụ điển hình về cơ cấu nợ và vốn chủ sở hữu đầy khó hiểu này. Ba công ty nhà nước của Trung Quốc nắm phần lớn cổ phần trong một liên doanh của Lào, và liên doanh này thì nợ Trung Quốc tới 3,6 tỷ đô. Và tất nhiên là trên bảng cân đối kế toán, đây sẽ là khoản nợ của một công ty Trung Quốc. Con đường tơ lụa hay con đường tai hại? Thực tế là 35% các dự án BRI có liên quan tới tham nhũng, bóc lột lao động, ô nhiễm môi trường và các cuộc biểu tình. Nhiều dự án bị đình trệ và bị bỏ dở đang không thể tạo ra mức tăng trưởng GDP ở các nước thành viên của BRI, giống như lời hứa của Trung Quốc. Các ngành công nghiệp ở những nước này không được hưởng lợi từ việc xây dựng dự án. Chỉ có 7,6% các dự án được trao cho công ty địa phương, trong khi 89% được thực hiện bởi các doanh nghiệp của Trung Quốc. Việc làm trong nước thì không được thúc đẩy khi mà BRI thường sử dụng lao động được đưa từ Trung Quốc sang. Các nhà nghiên cứu môi trường nhận định rằng Trung Quốc đang hưởng lợi khi xuất khẩu khí thải carbon sang các nước BRI. Các nước chủ nhà đang sử dụng hết ngân sách carbon cho các dự án BRI. Điều này làm cho Trung Quốc trở nên giàu có hơn, trong khi thì làm tăng nợ của các nước chủ nhà. Khi mà Trung Quốc đang nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm, thúc đẩy tăng trưởng xanh và năng lượng mặt trời, thì nước này lại xuất khẩu ô nhiễm sang các quốc gia khác. Ví dụ, Trung Quốc đã xây dựng một nhà máy điện than ở Campuchia. Lượng khí thải ròng toàn cầu thì vẫn giữ nguyên, nhưng phí phát thải của nhà máy này được chuyển từ Trung Quốc sang cho Campuchia. Theo bà Kelly Sim Gallagher, giáo sư về chính sách năng lượng và môi trường tại Đại học Tufts cho biết, từ năm 2001 đến 2016, Trung Quốc đã đầu tư vào 240 nhà máy điện than thông qua BRI. Trong số 50 nhà máy điện than do Trung Quốc tài trợ, 58% sử dụng công nghệ than dưới chuẩn gây ô nhiễm cao. 75% các dự án BRI sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong khi Trung Quốc thì đang phát triển mạnh các sản phẩm năng lượng sạch tại nước nhà. Ngay cả đường sắt cao tốc bán cho nước ngoài cũng tạo ra lượng khí thải cao hơn so với đường sắt đang được sử dụng ở Trung Quốc. Tại sao có nhiều nước tham gia BRI đến vậy? Các quốc gia đồng ý tham gia hiệp định BRI vì họ không thể vay ở nơi khác, và vì họ tin rằng mức tăng GDP mà các dự án sau khi hoàn thành tạo ra sẽ lớn hơn mức nghĩa vụ phải trả nợ. Nhưng trên thực tế thì mức tăng trưởng GDP này là không có thực. Một ví dụ điển hình là Pakistan. Theo các mô hình tăng trưởng được vẽ ra trong BRI thì Pakistan sẽ đạt mức tăng trưởng GDP là 5,18%. Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan CPEC bắt đầu hoạt động vào năm 2015, nhưng kể từ năm 2018 thì GDP của Pakistan đã giảm liên tục, đạt mức thấp nhất chưa từng có trong nhiều năm. Vào năm 2019, Ngân hàng Thế giới đã cố gắng xác định số lượng người thắng và kẻ thua từ BRI. Khi đưa ra quyết định tham gia hay không tham gia, các quốc gia đã sử dụng nhiều mô hình khác nhau để tính toán chi phí và lợi ích dự kiến. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới đã cố gắng tạo ra một mô hình thống nhất dựa trên thông tin địa lý, chi phí vận tải và chi phí xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng mới. Qua đó, Ngân hàng Thế giới cho rằng các nước BRI sẽ có mức tăng GDP lên tới 3,4%. Tuy nhiên, bởi vì lợi ích thương mại không nhất thiết tương đương với mức đầu tư vào dự án, một số quốc gia sẽ phải chứng kiến nhiều tác động tiêu cực. Tất cả các quốc gia BRI sẽ phải trả lại các khoản vay họ nợ Trung Quốc. Và trong khi nhiều quốc gia đang thua lỗ, thì Trung Quốc vẫn tiếp tục thu về lợi nhuận. Thặng dư thương mại năm 2020 của Trung Quốc với các nước BRI đạt 199,2 tỷ đô, chiếm 40,4% tổng thặng dư thương mại của Trung Quốc. BRI không phải là một kế hoạch mang tính nhân văn như lời giới thiệu của ông Tập Cận Bình. Adidata xác định, thông qua BRI, Bắc Kinh đã đạt được 3 mục tiêu. Thứ nhất là chuyển đổi USD kiếm được thông qua xuất khẩu thành các khoản cho vay ra nước ngoài, cung cấp việc làm cho lĩnh vực xây dựng và công nghiệp trong nước, và cuối cùng là tạo ra thặng dư thương mại. Một xu hướng đáng lo ngại khác là 400 dự án BRI trị giá 8,3 tỷ đô có liên quan mật thiết tới quân đội Trung Quốc.